siêu thị ở mùi. Mở ra nhé. Nó khóa ở cái chốt đây nhá, cái này này. Đây là để cất dây này. Khi mình bỏ vào đây nhá, cái vị trí đây này, rồi mình xoay cho nó vào cái khớp này, nó khóa lại, khóa lại an toàn đấy. Và khi mình bỏ nắp nhá, có cái mũi tên này đấy, mũi tên này mình để ở phía này nhá, cái nút đây này. Để chung với cái này khi mình dễ, xong rồi mình kéo vào nhé, kéo vào, kéo khớp một cái là cái vị trí chốt nó vào, thì khi đó mình mới sử dụng được nhé. Khi mở ra thì cứ xoay theo chiều kim đồng hồ á, bởi vì nó sẽ chặt cho nên là mình xoay để cho nó ra cái khớp này này.